Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án sàn mới là sàn HelloSwap. Đây là một cái sàn và các bạn có thể nhận được nó sẽ có khoảng 16.000 HIUSD các bạn nhé. 1 HIUSD tương đương với khoảng 1 USD đấy. Các bạn có thể nhận được 15 đồng khi mà các bạn làm nhiệm vụ chatbot. Ok, thì các bạn sẽ đây là cái iRob của nó này, thì mọi người thấy đây là Twitter của họ này, thì mọi người theo dõi Twitter nhé. Tiếp theo là mọi người sẽ chatbot, start, theo dõi hai cái group này, rồi, rồi. Check. Các bạn đánh cái số này vào 8CGWSE. Theo dõi Twitter cho. Theo dõi discount. Mọi người ấn like này, retweet và tag ba bạn bè cho mình nhé. Tắt ba bạn nhé, một hai ba, chết. Quay lại các bạn theo một cái này, ấn submit, chết. Chờ mọi người ấn vào profile nhé, copy lại link dán vào đây. Cuối cùng mọi người đoán ở vị bếp 20 ở trên chút wallet hoặc là MetaMask nhé. Mọi người ấn yes. Link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Các bạn sẽ nhận được 0,5 nữa. Đấy. Ok, như thế là đã xong cái dự án này. Con này có claim mà. Xem có claim không này. Gram 200 thì mọi người sẽ phải connect này. Cái này có claim và mua luôn mọi người ạ. Ok, bạn nào mà claim thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người nhé. Đấy, các bạn cũng có thể mua từ 0,01 BRB này. Thì các bạn sẽ nhận được 5.000 Hello. Các bạn ấn vào đây để mua nhé. Chín đây nữa là kết thúc. Còn bot thì mình sẽ để bên dưới cho mọi người nhé. Cả link bot là link claim. Đấy, các bạn nào mà không muốn chat bot thì các bạn claim cho mình nhé. Cái bot kia là nó khác mọi người ạ. Cái này thì là nó chỉ cho coin. Còn cái này thì là HUSD nhé. HUSD. Nó khác. Chúng ta sẽ gửi chatbot nhé các bạn nhé. Vừa chatbot và các bạn vừa claim luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.